xe, đây là một chiếc xe máy xúc này. Này, cái xe này là chạy bằng điều khiển nha các bạn, cái hình thức xe nha. Này, wow, đây là cái cân điều khiển của nó này. Đây là cái sức tự động nha. Này, wow. Hoa được rất là mạnh nha. Do nó bằng sản phẩm nha các bạn. Ok. Yeah. Rồi, ok. Tiếp theo là đường với cái gì đây? Tiếp theo là đường với một chiếc xe phá bê tông nha. Đây. Đây là đúc bê tông nha các bạn. Ba đang sẵn cái lưỡi nha các bạn. Cái lưỡi này là bằng dây xích các bạn. Mình chạy được cái mọi đi nữa nha. Ok. Tiếp theo đây là một chiếc xe tự độ các bạn này. Rất là bự nha. Bánh rất là bự luôn nè. Rồi xe nó chuyển chở đất đá nha các bạn. Nhìn thật sự nè. Bánh bự nè. Xe này từng từng thấy là những cái mỏ đá nha. Đây. Wow. Có thể là rất là dễ dàng.